Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, chiều nay đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về thăm quê bác, dâng hương dâng hoa tưởng niệm người tại khu di tích Kim Liên. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hồ Đức Phước, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của người, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Bác và nguyện hứa tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. Thực hiện di chúc của người, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi lưu bút vào sổ vàng lưu niệm của khu di tích Kim Liên. Tiếp đó, Chủ tịch nước đã tới dâng hoa dâng hương trước phần mộ vua Mai, tưởng nhớ công đức của Mai Hắc Đế cùng với các tướng lĩnh đã có công đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường, lập nên nước Vạn An từ 1.300 năm trước đây. Tại khu di tích lịch sử Truông Bồn, trong không khí trang nghiêm thành kính, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại khu di tích Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Chủ tịch nước cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Hồng Phong, người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã hy sinh cả cuộc đời cho cách mạng Việt Nam.